thưa quý vị và các bạn mới đây thì bộ trưởng bộ xây dựng cũng đã có một quyết định hòa tốc cho viện khoa học công nghệ xây dựng cái sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình theo quyết định bộ trưởng bộ xây dựng giao viện khoa học công nghệ xây dựng uh, chịu trách nhiệm phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của bộ công an và các đơn vị có liên quan tổ chức ngay nhiệm vụ đột xuất giả soát toàn bộ các vương mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng đồng thời giả soát nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để xác định rõ các vướng mắc và nguyên nhân